tháng 4 là bỏ cái đỉnh này cắn nhất đi. Nhưng mà như những chỗ này có làm được. Các cháu hỏi một chút là trong các chú thì các chú là bên cựu chiến binh của biên phòng đúng không ạ? Ngày xưa có các chú nào là chiến đấu ở mặt trận bên này ạ? Có chú nào ạ? Chú là toàn là phía Tây thôi. Thế là biên phòng là có mấy chú nhưng mà hôm nay là cũng đi sao? Vâng, phía Tây. Toàn phía Tây phía Bắc thôi. À thế ạ. Nhiều. Vâng, thế thì ông có thể kể lại cái mặt trận phía Tây mà lúc đấy là ông ở bên đấy. Đây, nhìn vâng, này. Vâng, cháu mẹ ông. Nhiều nhất. Ở phía Tây thì cháu thì cũng đã nghe nhiều về, nhưng mà ông là chiến đấu ở đấy thì ông có thể kể lại cái lúc đấy được không ạ? Cái thời chiến đấu ở cái lúc đấy là anh em ở trong đồn của chúng tôi đấy là toàn đi các cái tổ công tác dân vận. Toàn đi kiểu công tác dân vận nằm ở địa bàn, nhưng mà bị họ gọi là toàn là đi lấy sơn cước đi phục kích, phục bắt anh em mình. Trong khi đó là anh em của tôi còn có một đồng chí bị họ bắt. Hay bắt đi được đến từ là bắt từ 85 đến 88 họ mới thả về. Bây giờ vẫn còn sống. À, thế chú ấy là ở đâu ạ? Chú ấy là người ở cái số 4 thôn Lúc. Thôn Lúc? Ờ, thôn Lúc. Thôn Lúc là ở đâu nhỉ? Thôn Lúc ở chỗ trường kinh tế cũ đấy. Vâng. Chú họ tên là như là gì? Ông kia là Nguyễn Tiến Thắng. Nguyễn Tiến Thắng. Còn chú ạ? Chú là Nguyễn Văn Mức. Nguyễn Văn Mức. À. Thế ạ, thế là chú là những năm bao nhiêu nhỉ, lính năm bao nhiêu? Lính năm 83, tháng 9 năm 83. Vâng, thế chú có thể là kể lại tinh thần chiến đấu lúc đấy chú có như thế nào? Tinh thần chiến đấu lúc ấy là anh em gọi là rất là nhiệt tình chiến đấu, nhưng mà chỉ trong khi đó là nó hàng đại đội đấy, nhưng mà mình chỉ khoảng là 2-3 chiến sĩ thôi. À. 2-3 chiến sĩ, ví dụ tổ công tác nằm ở thôn xóm đấy. Đấy, chỉ là như thế là vẫn chiến đấu kiên cường thôi. Vâng. Không thể vâng. Không thể bỏ mặt trận được. Thế lúc đấy chú là ở trinh sát hay là gì? Chú là ở bên công tác dân vận. Công tác dân vận. Vâng. Đấy, công tác dân vận. Và xin thành phố hàng ngang và ổn định tổ chức lễ dân hương các anh hùng liệt sĩ. Nếu mà các đại biểu thì chúng ta nhìn xuống phía dưới chân có cái hàng chỉ gạch ấy. Mũi giày, mũi dép của các đại biểu chúng ta chấm vào cái vạch chỉ gạch. Đúng không? Khi mà bạn đây là các cựu chiến binh của biên phòng và các phu nhân đến viếng các anh hùng liệt sĩ. Trước khi dâng hương và tổ chức trọng thể, kính mời đồng chí đoàn trưởng đại diện cho đoàn đại biểu cựu chiến binh và các phu nhân lên đầu chuông thỉnh một hồi chuông để mời gọi chư vị hương linh các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng kính mời đồng chí trưởng đoàn. Các đưa cho đồng chí bên cạnh cầm cái nén hương đồng chí. Trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Vẻ, trưởng ban liên lạc hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, đại diện cho đoàn đại biểu lên dâng hương dâng lễ. Xin trân trọng kính mời. Phát biểu bình thường đó đấy. Vâng, hãy tính xong rồi.
Anh dâng thêm cho em một tuần rượu, một tuần nước. Vâng. Chén nước ở trên, hàng trên, 5 chén có cái đế đấy ạ. Vâng. Lấy nước nhỉ? Vâng đúng rồi, vâng lấy nước. Đấy đúng rồi, thế như thế. Một ít ít, đấy đúng rồi. Đấy, xong rồi anh lại rót em một tuần rượu, dâng em một điếu thuốc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu cựu chiến binh và phu nhân từ phải qua trái. Chúng ta sẽ đi theo một hàng lên dâng hương. Thì các đại biểu chúng ta sẽ dâng hương ở cái lư hương phía trước đoàn đại biểu chúng ta đang đứng đây. Xin trân trọng kính mời. Khi dâng hương xong rồi, các đại biểu chúng ta sẽ vòng về phía bên tay trái và để đi di chuyển lên sân trên. Xin mời bác. Đấy đúng rồi, chúng ta sẽ đi theo lối thứ hai nhé. Vâng. Các bác cố nhớ cắm cái hương vào giữa cho cháu ấy. Vì đoàn đại biểu chúng ta đông, nếu mà các bác cứ cắm ngoài rìa là tí đại biểu cuối cùng là không có chỗ cắm, không với vào bên trong được. Và đi thẳng luôn ạ, đi thẳng sang bên tay trái luôn. Chú ơi, đây có bật này chứ? Đây, đây có bật đẹp. Đẹp đẹp. Đen lên đấy. Sợ nó tắt đấy, đây đây. Đoàn đại biểu của cựu chiến binh bộ đội biên phòng và các phu nhân con cháu sẽ lên phía bên trên viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và đại tướng Võ Nguyên Giáp và các vị anh hùng đã hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên.
trên thông báo chương trình dâng hương của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ tháng 3, tháng 9 năm 1983, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang như sau. Phần thứ nhất, trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Vẻ, trưởng Ban Liên lạc Hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, đại diện cho đoàn đại biểu lên dâng hương, dâng lễ. Phần thứ hai, trân trọng kính mời các đại biểu, chúng ta cũng thứ tự từ phải qua trái lên dâng hương. Khi các đại biểu dâng hương xong, chúng ta xứng lên cơ động vòng về phía bên tay trái và quay trở về xếp hàng như vị trí ban đầu. Để phần tiếp theo của buổi lễ, chúng ta có đôi lời tri ân các anh hùng liệt sĩ. Kết thúc một phút tưởng niệm, ban tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu chúng ta vào trong đền để kính lễ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và anh linh các anh hùng liệt sĩ mặt trận Bình Xuyên. Lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh linh các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên của Ban Liên lạc Hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang xin phép được bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Xuân Vẻ, trưởng Ban Liên lạc Hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, đại diện cho đoàn đại biểu lên dâng hương, dâng lễ, xin trân trọng kính mời. Ban tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu từ phải qua trái lên dâng hương, xin chào quý mời. Thank you.
thưa anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, kính thưa đại anh linh đại tướng Võ Nguyên Giáp, thưa anh linh các anh hùng liệt sĩ, hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 18 tháng 7 năm Quý Mão, đoàn đại biểu ban liên lạc hội đồng ngũ tháng 9 năm 1983 bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cùng các cựu chiến binh và phu nhân tới đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tỉnh Hà Giang. Đoàn đại biểu nghiêm trang trọng thể thành kính thắp nén tâm hương để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Kính thưa hương linh các anh hùng liệt sĩ, nơi đây là điểm cao 468, mảnh đất thiêng, nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc, nơi mà hơn 40 năm về trước đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm gìn giữ từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao, với tinh thần chiến đấu quả cảm, hiện thân của hào khí, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, với lời thề đanh thép của người lính Vị Xuyên, sống bám đá, đánh giặc, chết hóa đá, bất tử. Các anh đã chiến đấu kiên cường, anh dũng, xây đắp lên truyền thống, trung thành, kiên cường, bất khuất. Thắng lợi của quân và dân ta vô cùng to lớn, nhưng tổn thất, mất mát cũng rất đỗi đau thương. Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều miền quê trên cả nước đã nằm lại trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng. Máu của các anh đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam. Thân thể của các anh đã hòa vào đất mẹ, để biên cương mãi mãi bình yên và trường tồn cùng đất nước. Chiến tranh đã lùi xa, tất cả chúng ta, những người dân Việt Nam, không lúc nào nguôi ngoai những mất mát, nỗi đau do chiến tranh để lại. Những người con anh dũng của Tổ quốc, các anh có người còn sống, có người đã được đưa về yên nghỉ trên mảnh đất quê hương trong tình cảm thương yêu vô hạn của cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và của gia đình, anh em, người thân. Cũng còn biết bao các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ trên mảnh đất Vị Xuyên thân yêu. Những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử hào hùng của dân tộc, được các thế hệ những người Việt Nam tưởng nhớ ghi ơn. Kính thưa hương linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu xin được thành tâm nguyện cầu cho hương linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh, tịnh độ, yên giấc ngàn thu, cõi vĩnh hằng. Hồn thiêng các anh tiếp tục phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, cho non sông gấm vóc Việt Nam phát triển mạnh mẽ, trường tồn, phù hộ cho các đại biểu và gia đình luôn được an lành, hạnh phúc. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đứng trước anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và hàng nghìn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên tỉnh Hà Giang, đoàn đại biểu xin để 1 phút để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phút tưởng niệm bắt đầu. Đi vào cửa bên phải.
Mời các đại biểu chắp tay ạ. Dạ vâng, chào chú ạ. Vâng, chào ông chú. Không trung tập à? Không, đây là nguyên hội đồng nguyên thứ 83. Nguyên đồng nguyên bây giờ nhớ. Đấy. Ban liên lạc là có mời nhưng mà lại ngày xưa anh ở đâu nào? Anh tôi nhiều đồ lắm. À thế ạ. Vâng. Anh 8 đồ đi hết đấy. Thế ạ. 8 đồ đi hết. Thanh Thúy ở 2 lần. Năm 90 là cấp đội. Năm 90 đến năm 94 là cấp đội. Vâng. Năm 95, 96 là lúc đấy là chính trị viên của đồn. Vâng. Xong là tôi về các đồn phía Bắc về nghỉ hưu là đồn Simon. Simon, à thế ạ, là đồn cuối cùng. Vâng, đồn cuối cùng. Vâng, vâng. Ôi, vâng. Cảm ơn đồng chí. Bây giờ bổ đôi đấy, bên kia là của họ ấy. Chắc còn nhiều sắc vụn lắm nhỉ. Thôi rồi. Đang bảo về hưu rồi chả thấy ấy thế nào không anh. Sống đây rồi. Chào các chú ạ. Vâng, mời đấy. Vâng, chào chú ạ. Vâng. Dạ vâng, chào chú ạ. Vâng. Chào cô. Đây một xe 29 cho cái đề.
4 phe đó cơ mà. À thế à? Chúng ta duy trì được. Vâng. Anh ấy nhé. Vâng.